Thiết bị bay bạn đang nhìn thấy không phải là một sản phẩm trong một bộ phim viễn tưởng. Đó chính là thiết bị bay do chính một kỹ sư 8X của Việt Nam chế tạo. Một chiếc máy bay hoàn toàn made in Việt Nam. Theo đó, thiết bị bay có thể chở được một người nặng 80kg, bay cao 10m trong suốt thời gian 15-20 phút trên không. Được biết, mô hình bay này được anh Chí mày mò, nghiên cứu trong suốt 2 năm với tổng chi phí vào khoảng 400 triệu đồng. Cái dự án này thì tôi cũng đã ấp ủ rất là lâu rồi. Tôi cũng muốn tự mình mà chế tạo ra một cái thiết bị bay cá nhân cho riêng mình. Và sau này nếu mà có thể ra sản phẩm phụ cho mọi người thì đấy là một cái ước mơ rất là lớn của tôi. Trong quá trình chế tạo thì tôi gặp rất nhiều khó khăn. Khó khăn về nhân lực, khó khăn về kinh phí, khó khăn về công nghệ, rồi khó khăn về các cái quá trình chế tạo, mua linh kiện thiết bị. Là cựu sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội, đam mê nghiên cứu máy móc theo anh Chí từ những năm ngồi trên giảng đường. Sau nhiều lần thử nghiệm, máy bay thiết kế của anh Chí có thể chạy ở hai chế độ là chế độ lái bằng tay, phi công tự lái và chế độ lái tự động. Tuy nhiên, anh Chí cho biết sẽ còn tiếp tục cải tiến để đạt được mô hình mong muốn như thế này. Máy bay có thể cất cánh và hạ cánh thẳng đứng. Và nó có thể là cất cánh hạ cánh bất kỳ nơi đâu. Với cái sự tiện lợi của cái loại máy bay này, ngoài cái vấn đề di chuyển chở người thì nó còn thể dùng cho các cái mục đích về cứu hỏa, cứu thương, cứu hộ. Thì trong một tương lai gần, tôi hy vọng rằng tôi có thể hoàn thiện được cái sản phẩm này ở mức độ là tốt hơn và trong một tương lai không xa có thể là đưa vào ứng dụng thực tế trong cuộc sống. Thiết bị bay này là minh chứng cho những đam mê cháy bỏng của những người trẻ Việt Nam đã làm và sẽ làm được trong tương lai không xa.